có cho chùa chiền không có được quậy quả. Kính chúc mình đi tập lái xe cho bạn Thắng với bạn Lộc nha. Sẵn mình quẹo vô chùa thành giếng chùa Dầm Ray. Trên đường vô chùa Dầm Ray là mình đi ngang nhà chú Trầm Bê nha. Con kêu chú Trầm Bê bằng bác. Bác Trầm Bê nha các bạn. Ok, kêu bằng chú. Mình quay hành trình tập lái xe này đó, chưa học mới có 2 tháng à. Cứng ngắc. Chị xe tự động cứng ngắc đó nha. Từ từ nha, lập từ lập anh vô tới chưa? nhà trước á, nhà hàng rào á, chạy nhanh đi lộc. Nhà có hai con đó là nhà chú con B nè. Bé có vô nhà chú thăm chú với nhà chú con B không nè? Ê, hình như cái nhà là cái hàng rào này nè, dài tới bên kia luôn á. Mấy cái kiện này là quý giá không nha mấy bạn, đọc báo rồi. Bé đâu rồi, bé đâu rồi? Đó, mình quay vòng chùa Dầm Ray với bạn xem nha. Ông Phật lớn nè, đó. Kiến trúc của người Khmer rất là tinh xảo nha mấy bạn, đó. Cổng vô nè, phát con kìa quay vòng rồi kìa quay lại con. Đó, hôm nay tập lấy xe nha, đó. Đậu xe đây nè. Đó, bằng lọc cho bằng Thắng rồi, thấy chưa? Bé. Dễ thương quá à. Kiến trúc của người Campuchia các đặc đập áo đặc sắc hả? Lộc cưng mướn đồ về vô đây chụp hình đẹp lắm hả Lộc? Đây mấy ông Phật chứ chùa này là do bác Trầm Bê, chú Trầm Bê tài trợ sửa chữa xây á. Lộc, cái này là anh Trầm Bê tài trợ xây á. Đâu có đâu à, có bản hiệu đó là à, Trầm Bê. Em quay dọc kiến trúc nha. Kiến trúc đẹp hang mấy bạn. Bé đi trước đi rồi coi kìa cho quay đó. Nó phái lên màn hình lắm. Rộng lắm, ở đây có trường học đó nha mấy bạn. Có trường học trong đó nữa. Vẫn cô dục xuống đồ ăn cho con kịp quen nha các con. Nhà cổ nha. Bé đang đi tới nhà cổ nha mấy bạn. Đó, mấy bạn cho cá ăn nè, thấy chưa? Mấy bạn giỏi quá. Ồ, con cá trê nè. Không có tới đâu con. Con đi xe 4 chỗ. Dạ. Con đi tập lái với mấy tụi nó đó. Mà cẩn sơ kỳ cường nhìn anh ta nó giàu nha mấy bạn. Xin phép mô Phật trong quay chút ạ. Nam mô Di Đà Phật. Đó, giường ngủ, bàn khách. 1 giờ rưỡi. Bàn khách nè, thấy chưa? Đó, xa cừ. Đó, bàn chó kìa. Đó, giường công chúa ngủ hồi xưa đó. Giường xa cừ nè. Nè, xưa tao có quay MV đây nè bé. Nè, xưa tao hát tao quay đây nè, đó. Thấy là dễ thương lắm đó. Trời ơi, trái dừa nè mấy bạn ơi. Dừa trái xài quá ha. Ta làm cầu dược nè, thấy chưa? Đó. Đó, tươi ha. Bé hết. Ok, du lịch 1 vòng 22 trăm ngàn.
Hello, chương trình thầy dạy lái xe đến buổi chiều hôm nay đã kết thúc. À, thầy sẽ ghé mua nem nướng ăn, nhưng mà tiệm không có ăn tại chỗ nha. Mình mua đem về nhà ăn nghe mấy bé. Thầy dạy lái xe. Đây, 300 ngàn đem về nha chú. Bán lẻ đây xong vậy nhiêu vậy chú? Lẻ gì cây 6 ngàn. Cây 6 ngàn. Mình mua 300k về mình ăn nha. Mình đang mình chia sẻ với mấy bạn nha. Cũng như là kết thúc chương trình thầy dạy lái xe. Không có chú em ở đây. Em sao em nói gì vậy? Mình là thầy dạy lái xe chạy Vinh nha. Cười ấy coi. Chú xe 1122 nhiêu tiền? 100k. Rồi. Bây giờ về tới nhà nha, mấy mình trang điểm cho bé lần lên clip cho ăn nem nướng nha. Đó, bé đang không quá thân lạnh gì nem nướng vậy con? Quá thân thành gái. Đó. Mướn makeup ở Sài Gòn xuống luôn, Quân Nguyễn và Bù Lê. Makeup bưng Quân Nguyễn Bù Lê phải không? Không, makeup gì qua này, makeup Hữu Lộc ở bên Vĩnh Long về. Trời ơi. Rồi, nữ minh tinh. Đây, có đồ ăn luôn. Nhân viên. Cái quán hồi nãy nó không có cho ăn tại chỗ nha. Ăn tại chỗ, mình quay tại chỗ với mấy bạn xem rồi. Từ để mình sửa cho. Đây, nên mướn tươi không? Ngồi im nha. Có xin nữa kìa, xin ơi. Có tay thỏ cho bé nữa nè. Mình quay vòng cho mấy bạn coi nhà mình nha. Mấy bạn ơi, nem nướng quá ngon. Đi ngồi im nè. Đâu, nhăn găng cho khán giả coi rồi. Ngăn trên cho tôi thấy găng súng á. Dở cái môi lên. Cái này trên giữa. Đó, gao ngon không? Ok, gao có sâu á, chổng kìa. Không sao, tôi phải hàng sâu. Nè, cũng sâu nè. Người im bé. Con ăn xong đi. Nó đẹp, xinh đẹp nè. Xong rồi mới có lòng nước ngọt. Thôi 5 triệu thôi Lộc ơi, 5 triệu thôi. Xin. Có sợ không mau á? Ờ, nó sợ máu á má. Mỗi lần nó thấy máu nó khóc không à. Nhỏ này nó ngộ vậy, thấy máu là nó khóc quá Lộc. Đi bóc cho em ăn miếng bò xe rồi con. Cái nào? Bóc nem nướng đó. Đây, cái bông hồng nhà em trồng. Sáng bẻ bông mới cho em luôn đi. À đút cho em ăn đi con. Nè miếng này được không? Được, được. Chị thương quá. Bà thỏ phù thủy. Mẹ em điện chị ăn mày qua đâu. Mẹ điện chị ăn qua đi. Hay cộng tóc để con lấy. Rồi mở đèn không? Mở. Ủa nãy giờ chưa mở đèn cho em ta nữa hả? Em mấy bạn mình không đây có lấy ăn đâu nha, mà mình đút cho em ăn nha. Mở đèn rồi đó, có đèn rồi đó. Rồi, công việc vô clip với con ha. Nhìn một chút thôi nha mấy bạn đừng. Rồi, để vô clip ha, giờ vô clip phải không? Ừ. Xin mời mấy bạn ăn. Chun. Chương trình trang điểm chứ dọn ra đến đây là xong rồi, chúng mình chung mời mấy bạn ăn nem nướng chung nha. Bây giờ khoảng mấy giờ cục kẹt? Làm sao? Bây giờ mấy giờ rồi? 4. Mấy bạn ơi, 4 giờ chiều mới tập lái xe không có mấy bạn. Tập lái xe xong mới về tới nhà. Xin đứng dậy đi Xin ơi. Ba cho ăn này nè con nè. Cho nó ăn cho im mình quay clip nha. Bé ăn là quay cận mỏ bé nha. Bé ăn không đi hai bác có chấm được không? Ai ăn nem nướng là phải chấm nha. Ai nem nướng rau thơm. Rồi nó cho gì, có bông hồng nữa hả? Khế, dưa leo, chuối. Rồi mình ăn nhiều đó đi. Cậu kẹt này sao cậu kẹt dùng cái bông hồng của con? Nè con bỏ vô chén con ăn đi. Cải mọi cái thương chút chút rồi công tóc con bé. Xin lỗi Xin. Gì vậy? Công việc đụng đó à. Chứ gì 6 ngàn bán cũng được hả? Bấm chưa? Rồi vô vô bạn chun. Bỏ này thầy con. Rồi. Con cảm ơn ca.
đều rụng nữ giúp em. Cô kia có mấy cây. À, mấy cây cô kia cho bữa nay mình. Đây mời bạn dùng. Bữa nay mình nói ăn mấy cây là cho mấy cây không ăn lọc. Bữa nay mình là nhất rồi đó bé. Không 4 cây. Ừ. Một cây thôi là ngán. Con camera nó quay con bé này rất giả, nó cười nó gùng gùng. Nó cười tự trà cứu giờ tới trên này á khán giả. Phải nào mà quay mấy cái cảnh mà này vô mua nem nướng rồi ha. Tiểu cô chú quán nem nướng cười. Nguyên quán nem nướng cười hết. 80 cười thật thật mỏ. Tính ngang chiếc 6.000 cũng rẻ ha khán giả. Đa, đông nhưng mà quán đó ta bán ship đem về mà. Khui nước cho em uống ha. Khui nước đi. Mà cái ngon bé. Cười duyên chứ. Đây mời chị uống. Dạ em xin. Cảm ơn chồng. Bữa nay khán giả đừng tập trung đồ ăn, tập trung cho em bé à. Bữa này dễ gì đây? Đăng ký kênh cho em bé nha. Mốt bé làm nhiều trò cho khán giả coi nữa nha. Cái gì vậy? Chanh, gì cam, cái gì nè. Nè, anh nắng nhìn đi. Cam. Cha đồng hạt chia mà cái này không có. Bé có điều gì chia sẻ khán giả không nè? Mấy bạn. Ai gửi tóc tôi vậy? Xin. Ăn này có hẹ cho nó ăn ngon đúng không? Chị vậy? Mày ăn cái tóc chị rồi Lộc. Mi nó lẫn là làm bị déo nó coi cho nó cười chết luôn á bé. Mấy giờ mình ăn 2 cây rồi mấy bạn. Vừa ăn vừa nói chuyện khán giả nha. Múc múc một mình miếng nữa coi ha. Đâu cắn cái ngon gì sao. Em múc đi. Mấy giờ ba. Mấy giờ mấy cây à? Chia sẻ cảm nhận nha. Ngon không? Ngon. Vậy bữa nào bữa ăn bữa là hết ngán thế nói còn nhiều rồi thì mua cho nữa ha. Đi xe hơi đi bộ. Đi bộ. Đi bộ. Ok mình bạn ơi, không? Mấy bạn ăn trường mình gần nhà lắm á. Đi máy đi bộ cũng tới nữa. Nhà mình cũng gần chợ nữa. Tìm kiếm chợ hả? Chợ Châu Thành. Ai đặt tên chợ vậy? Camera cười quá. Camera men. Tao cũng nhìn con gà, con gà nó gùng nữa. Ôi, tôi thấy camera cười mà tôi gùng. Biết ai cười nó không lọc ngang qua bất ngờ thấy nó mới cười. Ba tôi gùng luôn nè. Không gói là phải có hẹn lâu lắm mới ăn lại món này. Rồi bác ta phải cho gạo đi nè cô Hồng, mình bán em nướng cho gạo chút xíu thì nào hết kêu thêm ai dám kêu chứ hoài. 3 cây rồi đó, cây này nữa là 4. Ăn đi con, cô kiệt bao quá. Bữa nay mình làm chị em tao cười muốn xỉu luôn, tao bao. Bữa nào làm nữa hả con? Tao mua dụng cụ nữa nha. Mua không? Mua. Mua dụng cụ có đèn mới chịu. Bà. Mày vậy tóc chị nữa à, chết luôn. Ăn nó thấy clip này chắc nó cười luôn á. Lát mình xuống clip không không? Mày bà bảo đang ơi, quá ăn nhịn được. Xin ơi đừng nghĩ tóc chị. Cái này có vị mới luôn à. Vị gì đó con? Bữa không coi thì thấy ngon á. Cái này là vị màu đỏ, là vị mùi gì mình. Cái kia là vị chanh dây, cái kia cũng là vị chanh dây. Còn này vị cam. Cam bí xả hay gì nè. Mày nghĩ tóc chị. Nó
Dạ, mình chấm bông hoàng. Ngon ghê. Rồi. Mình muốn ăn nó bất ngờ không? Bác. Gì? Mình muốn ăn nó cười bất ngờ không? Muốn. Mà chạy qua bệnh mình chịu ăn ơi, qua đây ăn nữa. Đúng không? Ừ. An ơi, mày qua đây ăn em nữa. Thì một cây nữa nha bạn. Ăn đi rồi đi kêu nó, chừng nào cũng đi kêu. Ui nè, ui, cho con chén để ăn bún coi. Con bún hả? Ừ. Để chén cho em. Bún với nước đó đó. Hơi cay à. Hơi chén kìa. Mấy bạn ơi, mình nghĩ làm chị nha, mình làm anh cho. Nực hả? Ừ. Mình con bún hả? Bún không hả? Nực quá. Thôi nực quá mấy bạn ơi, giờ mình ăn bye bye quý vị, bye các bạn khán giả các bé. Bye bye. Chị ơi, chị bye bye mấy em đi. Nói bye đây. Bye bye mấy em.